Hello tất cả anh em. Thì hôm nay mình tiếp một cái chuyên một khu chợ của mình nha anh em. Các anh em nào có thắc mắc gì Honda khu chợ thì cứ vào kênh của mình xem nha. Thì mình đang trải nghiệm con khu chợ 21 nha. Mình mua cuối năm 21, coi như là cũng năm 22 đó. Thì phiên bản màu xanh đen mới ha của năm 22. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái việc mà sang số khó của Honda khu chợ. Ở đây thì nếu bạn nào có sang số khó khu chợ thì hãy xem video clip này, mình chia sẻ thêm có cách để các bạn có thể giúp bạn sang số dễ hơn ha. Thì đây thì Honda khu chợ là nó động cơ nó 125 nha các bạn. Thì theo mình cảm nhận á, so với con QS của mình hồi xưa là đạp số nó sâu hơn, thì cái tiếng kêu khi sang số nó lớn hơn nha các bạn. Thì nếu bạn nào mà có gặp vấn đề sang số khó thì bạn có thể ra tiệm coi lại cái cần đạp này nè, nó có chút xuống quá hay không thì bạn có thể điều chỉnh đưa cái lên xíu. Ở đây thì bạn có thể ra tiệm yêu cầu nhân viên điều chỉnh lại cái cần đạp số, thì nó có thể giúp bạn sang số dễ hơn ha. Với lại khi các bạn mà sang số á, thì các bạn cũng nên đạp dứt khoát xíu nha, chứ đừng có nhấp nhấp thì nó cũng không có qua ngọt nữa. Rồi tiếp theo á là bạn có thể theo anh em chưa khác chia sẻ nha, mình thì mình không có điều chỉnh cái này. Thì nếu sang số khó thì các bạn có thể ra tiệm sửa xe hoặc là ra hết á, nói người ta sang số khó thì có thể điều chỉnh cái nút này, cái con ốc này để cho sang số dễ hơn. Nói chung là các bạn có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ cái head đó, nhưng mà mình chia sẻ những cái mà cơ bản để các bạn biết thôi. Rồi tiếp theo á, theo mình đó là bạn có thể thay một cái loại nhớt khác đặc đặc tí, như là các bạn xài nhớt 1040. Như video trước đó, mình sẽ để ở cái phần mô tả giúp cho các bạn biết. Thì bạn hãy thử sử dụng cái loại nhớt 40. Nhưng mà đã chia sẻ video đó, thì mình thấy là sang số rất là êm, rất là ngọt luôn nha các bạn. Thì như vậy nha, thì mình đã chia sẻ cho các bạn cái việc mà sang số xe là phu trợ nó khó, thì các bạn có thể sử dụng những cái cách mình chia sẻ nha. Rồi vậy nha.